Hoa Phi Niên Thế Lan, em gái ruột đại thần Niên Canh Nghiêu là nhân vật có thật trong lịch sử. Tuy nhiên bà không hề độc ác và cũng không phải nhận cái kết bi ai, như trong phim chân hoàn truyện. Thực tế Hoa Phi là người hiền lành ít nói, luôn đối xử hòa nhã với người trên kẻ dưới. Bà thực sự chiếm được độc sủng của ông chính, trở thành nữ nhân sinh cho vui nhiều con nhất. Nhưng không may các con của bà đều yểu mệnh mất sớm, khiến sức khỏe bà sa sút trầm trọng. Ung chính thương xót liên tục ở bên an ủi, phong cho bà thành hoàng quý phi, tước vị cao quý chỉ sau mỗi hoàng hậu. Những ngày cuối đời của bà luôn có ung chính kề cận chăm sóc cho tới khi Hoa phi mất, vua nghỉ triều 5 ngày và cử hành đại lễ an táng đặc biệt. Tang lễ này đã trở thành điển phạm nổi tiếng trong lịch sử Thanh triều. Cũng phải nói, nhờ có Hoa phi mà toàn bộ gia tộc Nhiên thị được đối đãi đặc biệt. Sau khi Nhiên canh Nghiêu mắc tội lớn bị tử hình, chiếu theo luật chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc, nhưng hoàng đế đã khai ân, chỉ xử tử Nhiên canh Nghiêu và con trai của hắn, những người khác đều được miễn tội. Như vậy là vì nhiệm tình Hoa phi mà thôi.